đã uống rượu bia không được lái xe. Thưa quý vị, những pano tuyên truyền như thế này đã xuất hiện ở mọi nẻo đường trên cả nước. Rượu bia chắc chắn là không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng mà hệ lụy từ việc lái xe sau khi đã uống rượu bia, nhất là khi say xỉn thì thật khó lường. Ngày 21 tháng 9 năm 2022, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã tạm giữ xe máy do một người đàn ông lái do vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý là khi được kiểm tra, người này xin cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi không được nên đã châm lửa đốt xe. Trước đó, tối 20 tháng 9 tại km 51 cộng 800m, quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện một người đàn ông lái xe máy đi ngược chiều có biểu hiện say xỉn nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của người đàn ông là 0,642mg trên lít khí thở, nên tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản lỗi vi phạm và tạm giữ xe máy. Tổ tuần tra kiểm soát yêu cầu anh này lấy đồ dùng cá nhân trong cốp xe máy ra để lực lượng tạm giữ phương tiện, thì anh mở nắp bình xăng châm lửa đốt xe. Lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng dập lửa, không để xe máy bị cháy. Khi tổ tuần tra kiểm soát hỏi vì sao đốt xe máy, thì anh cho biết trước đó đã bị cảnh sát giao thông phạt về lỗi vi phạm nồng độ cồn, nay tiếp tục vi phạm, xin lực lượng làm nhiệm vụ bỏ qua không được nên đốt xe. Thưa quý vị, theo thông tin từ hội nghị tập huấn cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, rượu bia do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tổ chức Health tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2022, rượu bia là yếu tố nguy cơ xếp thứ 2 trong 10 nguy cơ gây tàn tật và tử vong hàng đầu Việt Nam. Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế. Rượu bia cũng là nguyên nhân lớn nhất gây ra 30% các vụ gây rối trật tự xã hội và 33,7% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu là quý vị, khi đã uống rượu bia thì đâu là giải pháp để chúng ta trở về nhà an toàn? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi và mọi người cùng biết nhé. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.